Nếu mà chúng ta chơi mẫu vật á, thì phải chơi phải sưu tập cả phòng như vậy nó mới có giá trị, chứ còn nếu mà chọn lọc một vài cái mẫu vật đặc biệt á, mà sưu tập á, thì nó cũng không có phong phú lắm. Ví dụ giờ chúng ta nên sưu tập một cái bộ chuyên về thạch anh đi, thì sẽ gom tất cả những cái tinh thể thạch anh độc đẹp. Thí dụ như đây là một chùm thạch anh vàng citrine rất là độc mà chưa bao giờ nhìn thấy được lần thứ hai ở Việt Nam. Đây là những cái tinh thể thạch anh đẹp, thạch anh vàng là đứng đầu rồi. Đây, những cái tinh thể thạch anh này cũng rất là đẹp này, lạ đẹp. Thạch anh tím thì tinh thể lớn, tinh thể nhỏ. Mấy cái này thì ở ngoài thị trường có nhiều rồi, hay là những cái dạng ổ vậy. Thạch anh tím thì nhiều, rất là nhiều, rất phong phú. Đây là những ổ thạch anh đẹp. Nó hàng triệu triệu năm là nó mới lên được cái những tinh thể lớn như thế này. Thạch anh đen, thạch anh tóc, thạch anh tóc vàng, thạch anh khối. Đây là những cái dạng tinh thể thạch anh rất là đa dạng. Những cái dòng thạch anh này ở Bắc Tâm Băng. Thạch anh tím, những tinh thể thạch anh vàng. Nội cái thạch anh phong thì cũng đã rất là phong phú rồi, rất là đa dạng phong phú thạch anh rồi. Những chùm thạch anh rất là đẹp. Số lượng khi nó lên cả phòng luôn. Đặc biệt là những cái tinh thể thạch anh vàng mà nó có tóc vàng bên trong á, thì nó rất là đắt. Ở đây số lượng nhiều lắm. Cái tinh thể này là đỉnh này. Không biết bao nhiêu triệu năm là nó mới hình thành lên được những tinh thể lớn như thế này. Tinh thể thạch anh đen này. Tinh thể này có nguồn gốc từ Lào. Tinh thể thạch anh khối hay đậu. Trọng lượng này cũng phải 180 đến 200 kg. Chiều dài nữa, khoảng 1 mét. Tinh thể thạch anh tím, tinh thể thạch anh tím cộng sinh, thạch anh trắng. Tím nhạt, đây là tím nhạt. Đá thạch anh tím nhưng mà không toàn phần. Cái này thạch anh khối ở Brazil, cái màu khối nó khác với Việt Nam mình.
ảnh chiến, tinh thể đặc ảnh chiến, máy này vô cùng hiếm này. Cái này của Paraguay. Rất đa dạng phong phú. Đây là thạch anh tím trắng trong hai đầu. Sản phẩm này để nguyên thô thì thấy nó đục vậy, chứ mà cái lớp đánh cái lớp vỏ nó ra là nó trong veo. Đây là những cái cục trong veo rồi, trong nó trong veo, phía ngoài thì nó hơi lẫn tạp chất một chút, nhưng mà bên trong nó trong veo, cả là dẹp hai đầu hết.